Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser ở địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và chiếc ống kính máy quay là khách hàng hôm nay qua thực hiện để hút đi cặp lông mày. Và điều đặc biệt ở chị là chị trước đây cặp mày của chị cũng là từng điêu khắc tại DK. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị một chút để biết rõ hơn về chị nhé. Dạ em chào chị ạ. Vâng, xin chào mọi người. Chị có thể giới thiệu một chút về tên cũng như là mình đến từ đâu được không ạ? À, mình là Trần Hồng Thắm, mình đến từ Bắc Linh. Vâng ạ. Dạ. Với cả một quãng đường khá là xa như thế mà chị vẫn quyết định gửi gắm lông mày cho DK thì chúng ta là chị rất là tin tưởng đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì mình làm ở đây 5 năm rồi nhưng mà mình thấy rất là ưng. Vâng. Nhưng mà sau thời gian con nhỏ các thứ ấy, nó không có thời gian để đến đây làm, bây giờ mình có thời gian mình lại qua lại đây. Vâng ạ. Vâng ạ, bây giờ chị muốn quay lại để làm một cái công nghệ mới hơn đúng không chị? Đúng rồi. Thì ông có thể zoom cận một chút giúp mình nhá. Như chị Thắm chia sẻ là chị đã làm mày tại DK như thế cũng được 5 năm rồi chị nhỉ? Đúng rồi. Và chúng ta có thể thấy là mực tại DK thì sau 5 năm chơi không hề có dấu hiệu của việc trổ xanh, trổ đỏ gì nhá. À, em nhờ chuyên gia có thể gạt mày của chị một chút cho em để cho các bạn nhìn rõ hơn đúng không ạ? Đó, thì không hề có dấu hiệu của việc trổ xanh, trổ đỏ gì cả. Bởi vì tại DK thì sử dụng là mực hữu cơ cho nên là sẽ chỉ nhạt màu theo thời gian thôi. Và da chị Thắm là sau 5 năm mà mày vẫn khá là đậm chị nhỉ, chứ không hề có kiểu mà bị pha nhạt quá nhiều. Nhưng mỗi tội là sợi mày thì hơi loang đi một chút, bởi vì mình cũng tận 5 năm rồi. Như các bạn có thể thấy thì cái dáng mày thì trông vẫn rất là phù hợp với gương mặt của chị đúng không ạ? Vẫn rất là thời thượng chứ không hề bị lỗi mốt hay là bị quá là không kiểu quá là làm cho gương mặt mình khô cứng đúng không ạ? Thì bây giờ thì hôm lần này lên DK thì chị đăng ký là mình xóa sửa mày luôn hay là chị chỉ xóa mày thôi ạ? À, mình xóa sửa làm mới luôn. Có nghĩa là mình sẽ trải nghiệm với công nghệ hair chop mới nhất tại DK đúng không ạ? Đúng rồi. Thì bây giờ em sẽ không làm mất thời gian của chị nữa, em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện cho chị nhé. Vâng ạ. Và với chị Thắm là một khách hàng thân thiết của DK rồi thì chắc chắn là chị đã đặt hoàn toàn niềm tin vào đây. Cho nên là sau 5 năm chị đã quay lại thì chúng ta cũng không cần phải hỏi quá nhiều về chị nữa đúng không ạ? Bởi vì nếu mà không tin tưởng thì không ai quay lại lần thứ hai. Và chúng ta có thể thấy nhá, và rất là rõ. Và khi tia laser tác động thì phần mực của chị là được mờ đi rõ rệt. Và lông mày của chị Thắm thì cũng khá là rộng. Nhưng khi mà tia laser tác động vào thì không hề có dấu hiệu của việc trắng cháy trụi lông hay là tổn thương vùng da đó. Đấy ạ, và đấy là một trong những cái ưu điểm mà các chị em hay lo. Chúng ta so sánh hai bên nhá. Thì bên đã thực hiện thì mờ đi rõ rệt rồi. Em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện phần còn lại ạ. Vậy nên là những chị em nào còn đang băn khoăn về cái gốc mực hay là màu mực tại DK có bị trổ không thì đây là cái câu trả lời hoàn toàn là rõ nhất nhá, và là thực tế nhất, bởi vì màu mực sau 5 năm nhưng không hề có dấu hiệu của việc trổ gì cả, vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Đó, và hơn nữa là tại DK thì sau khi chúng ta thực hiện hút xong thì cũng rất là nhanh để chúng ta có thể có một cặp mày mới. Và bây giờ em mời chị Thắm sẽ mở ra để mình mở mắt ra để mình nhìn cái kết quả nhá. Đây là kết quả sau một lần hút thì chị thấy như thế nào ạ? À, cũng khá là ổn đấy. Ạ, mới đi rõ rệt đúng không đúng chị? Rồi. Vâng ạ. Thì với tình trạng của chị Thắm thì có cần hút thêm lần nào nữa để làm được một cặp mày mới không nhỉ? Chuyên gia. À, với cả tình trạng của bạn Thắm thì Thắm sẽ hút thêm một lần nữa. Dạ vâng ạ. Là mình có thể yên tâm để làm mới. Để cho cái lớp nền sạch nhất đúng không ạ? Và lần sau khi hút là chị Thắm có thể làm mới luôn chứ không cần thêm thời gian đúng không ạ? Vâng. Đó thì các bạn có thể thấy là laser tại DK thì có một ưu điểm là sau khi hút thì chúng ta có thể làm luôn chứ không cần mất thời gian. À, chị Thắm ơi, thì em cảm ơn sự tin tưởng của chị và chị đã đồng hành cùng DK như vậy là 5 năm rồi. Và bây giờ thì chị có một lời nhắn nhủ nào đối với các bạn đang xem livestream ngày hôm nay để cho các bạn có động lực đi làm đẹp được hơn không ạ? Vâng, đến với DK thì mình rất là tin tưởng và rất là ưng ý. Nên là bạn nào mà có ý định là đi đẹp thì hãy đến DK. Vâng, và xin chúc cho DK luôn luôn phát triển và dạ. Vâng ạ, cảm ơn chị Thắm rất là nhiều. Vậy các bạn đang theo dõi livestream này thì hãy cùng chờ đợi để xem cặp mày cuối cùng của chị Thắm sau khi mà thực hiện xóa và sửa mới nhé, với công nghệ mới nhất của DK là hair chop nhé. Em cảm ơn những chia sẻ của chị Thắm ngày hôm nay và mình xin kết thúc livestream này tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.